What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em một con bàn phím cơ nữa. Và đây là một trong những con bàn phím cơ điển hình cho cái sự ngáo giá của mấy anh mà tàu khựa. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng xem con này có cái gì đặc biệt nha. Let's go! Thì như các bạn nhìn thấy thì ở ngoài hộp chúng ta sẽ thấy được cái đây là hãng Waycap và chúng ta sẽ biết được mã của nó sẽ là WK100. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy một số các cái thông tin cơ bản như hot swap này, RB và cũng không thấy có thêm gì nhiều thông tin khác. Custom with driver, có cả driver luôn. Ok, chúng ta cùng mở hộp luôn. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy chiếc bàn phím khá là nhỏ gọn nằm ở giữa. Ta sẽ xem xét cái bàn phím này sau để xem trong hộp còn có những gì nhé. Chúng ta sẽ có một cái bảng hướng dẫn sử dụng, có cả tiếng Anh luôn. Các bạn nên giữ cái cuốn này lại, tại vì những cái cuốn như thế này thì nó sẽ rất là hữu ích khi mà chúng ta sử dụng những cái bàn phím không dây như thế này. Phía bên trong thì chúng ta sẽ được kèm thêm một cái sợi dây cáp Type-C to Type-A thôi, chiếc cáp khá là bình thường, không có gì đặc biệt. Bọc nhựa, một cái chỗ khi cáp kim luôn, nhỏ switch, cũng rất là thông dụng rồi. Hiện tại thì những cái như thế này thì hầu như bàn phím nào cũng có hết. Quay trở lại với nhân vật chính thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái cover như thế này. Đây, cover cũng khá là mỏng thôi, tuy nhiên có còn hơn không. Với những chiếc bàn phím mà có cái cover như thế này cũng khá là tiện để chúng ta có thể bịt lại những lúc mà chúng ta không sử dụng trong thời gian lâu thì nó sẽ đỡ bụi. Và như các bạn thấy thì em bàn phím này sẽ là layout 100, tức là nó sẽ vẫn có hàng ép ở trên đây. Chúng ta sẽ có thêm một số các cái nút sprint, down, home and up, up and down đây. Những cái nút này cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta chỉ thấy là nó sẽ có 6 nút thôi và sẽ mất đi 3 nút. Chúng ta vẫn sẽ có được cái numpad ở đây. Ngoài ra thì chúng ta vẫn giữ được các cái nút điều hướng. Đây là một trong những cái layout mà mình nghĩ full size nhưng vẫn đầy đủ phím, gọn nhất trong những cái layout từ layout 98 cho đến layout 104. Thì với cái layout này chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ chỉ dài hơn kiểu TKL khoảng một chút thôi nhưng mà vẫn có đầy đủ phím. Cái này thì sẽ rất nhiều anh em thích hoặc là không thích, cái này cũng tùy thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua cái keycap trước nhé. Như các bạn nhìn thấy thì bàn phím này sử dụng một bộ keycap rất là bình thường thôi. Chuẩn OEM, ABS double shot như thế này, không có gì đặc biệt. Cũng xuyên LED bình thường. Và với keycap như thế này mình đánh giá cũng dạng gọi là có thể sử dụng được thôi. Chứ còn nói về xịn sò thì chắc là không rồi. Thì đây mình nhổ luôn cho các bạn xem. Switch của em này đang sử dụng là Brown Switch của Content. Với cái Brown Switch này thì mình thấy cũng ok đó. Tại vì nó không có tiếng ping luôn các bạn ạ. Mặc dù nó là một dạng switch giá rẻ, khắc thì cũng tạm ổn thôi. Chứ không có khắc to như những chiếc bàn phím, những cái con switch custom xịn sò được. Và cái ngon nhất của em này đến từ đây đây. Đó, chúng ta sẽ có được cả cái mặt hot swap 5 chân. Phía dưới này có luôn cả switch pad luôn, rất là xịn sò. Và có luôn cả cái forearm đáy, forearm PCB đầy đủ. Blade của em này thì là blade thép. Với cái blade thép thì các bạn sẽ yên tâm về cái độ chắc chắn và độ cứng cáp của chiếc bàn phím này rồi. Khi mình cầm nó lên thì mình thấy nó rất là cứng luôn và cực kỳ là đầm tay. Rất là nặng so với những chiếc bàn phím cơ hiện tại bây giờ mà đang sử dụng blade PC ấy, thì nó khá là nhẹ và nó cũng rất là dễ bị uốn cong nữa. Rồi về cái mặt của con này thì không cần phải nói nhiều rồi, nó cũng đã hỗ trợ full mod cho chúng ta. Chúng ta không cần phải lắp thêm bất kỳ thứ gì nữa rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn về cái case của em này nhé, tức là cái vỏ. Hiện tại con này nó sẽ có 3 phiên bản vỏ khác nhau, đó là vỏ màu trắng, màu đen và đây là phiên bản màu trong suốt mình đang cầm ở đây. Nó sẽ hơi mờ mờ đục đục chứ không phải hẳn là trong suốt hoàn toàn nhé. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái bộ lòng của em này. Đây, chúng ta sẽ thấy được cả cái lớp foam đáy, foam PCB luôn. Và cái foam đáy của nó làm cực kỳ dày. Đó là vì sao mình bốc cái con này để review cho anh em xem. Nó lót kín hết luôn nha. Các bạn nhìn thấy cái lớp foam của nó này. Chỉ có chừa những cái đường vân của cái cây thôi. Chúng ta sẽ có cái kickstand 2 tầng như thế này. Đó. Vẫn có thể nâng hạ độ cao tùy biến được rất ngon.
chúng ta nhìn thấy luôn cả cái mặt hot swap phía dưới này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái chỗ cất receiver USB 2.4G. Cái này thì vẫn sẽ hỗ trợ không dây 3 móc cho anh em, thoải mái mà các anh em sử dụng luôn. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt để chuyển từ Bluetooth hoặc là dùng 2.4G, rất là đơn giản. Đó, sau khi gạt lên thì như các bạn thấy đây, LED nó vẫn xuyên qua được dưới đáy nha. Và cái cọng, cái dây cáp Type-C của nó sẽ cắm ở phía trên này. Rồi sau khi bật lên thì như các bạn thấy đèn LED của nó cũng cực kỳ là sáng luôn. Ok, và sau khi mình bật lên thì như các bạn thấy đèn LED của em này vẫn rất là sáng, mặc dù ở trong phòng mình đang để đèn khắp nơi. Tuy nhiên thì con này LED nó vẫn đủ để cho các bạn thấy được rõ các hiệu ứng của nó. Và có cái, và tất nhiên thì em này sẽ là mặt xuôi rồi, cho nên là LED nó sẽ nằm phía trên này, hiển thị lên các cái phông chữ. Hiện tại thì những chiếc bàn phím bây giờ rất ít những cái bàn phím custom mà có trang bị những cái bàn, những cái keycap xuyên LED như thế này. Hầu như họ sẽ trang bị những keycap PPT và double shot không xuyên LED. Thì đây là một trong những cái con hiếm hoi mà nó chuẩn bị sẵn. Và mình thấy cái kiểu như thế này cũng khá là đẹp, bắt mắt nữa. Cái này cũng tùy gu thôi, có người người ta sẽ không thích xuyên LED là cho lắm, không thích những cái keycap xuyên LED cho lắm, mà thích những keycap mà nó chỉ có LED ở phía dưới chân thôi, thì con này vẫn có thể lắp được ngon lành. Và như các bạn, và đây thì các bạn thấy là cái cây của nó cũng khá là cao, đủ để lắp được hết toàn bộ cái keycap. Chúng ta sẽ không có bị hiện tượng đó là bị hở chân keycap nha các bạn, cho nên con này mình nghĩ thiết kế cũng khá là ổn. Và bây giờ mình sẽ show cho anh em một số các chế độ đèn LED của em này. Tại vì em này nó sẽ có thêm cả phần mềm nữa, cho nên sẽ có rất là nhiều các cái chế độ đèn LED và mình có thể tùy chỉnh được bằng phần mềm nhé. Sau khi mình test đèn LED xong thì chúng ta sẽ cùng sao test luôn để xem thử coi với cái giá thành rất là rẻ như vậy thì cái chất lượng build của nó có ổn không. Ok, như vậy là mình vừa mới sao test sơ qua cho anh em xong con bàn phím này. Và thực sự là mình khá là bất ngờ khi mà với cái tầm giá của em này mà chúng ta đã có một chất lượng build ổn trong tầm giá nha, rất là ổn. Thứ nhất là các cái strap của nó không có bị lọc sọc. Những cái strap này thì mình thấy hình như đã có lúc và đã có cân chỉnh sẵn rồi, cho nên khi mình gõ thì không hề nghe tiếng lọc sọc luôn. Kể cả những cái nút như nút cộng Enter như thế này, nút space thì mình thấy khá là ok. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ hơi kiểu sẵn sàng một xíu. Nếu như mà các bạn là muốn hoàn hảo hơn thì các bạn có thể móc lại cái space này nha. Này mình nghĩ chỉ cần lúp lại thôi là ok rồi. Về các cái dòng, về những cái nút dài khác thì mình thấy nó đã làm khá là ổn. Một U thì không có gì phải bàn rồi. Do là đang sử dụng Brown cho nên là một dạng tactile switch, cho nên tiếng của nó cũng sẽ khá là ổn, cũng nghe thấy tiếng nổ cực kỳ đan luôn. Tuy nhiên nếu mà các bạn thích êm ái thì các bạn có thể thay thành Red, và với cái con này có hỗ trợ hot swap 5 chân thì cái chuyện đấy cũng rất là dễ dàng thôi. Và hiện tại cái tầm giá của em này thì chỉ khoảng hơn 900 ngàn thì mình nghĩ đây kiểu như là một dạng bán kit trá hình thôi, chứ thực ra thì với cái bộ keycap cũng như là bộ switch này thì mình nghĩ nó cũng không có ngon lắm. Tuy nhiên thì với cái tầm giá hơn 900 ngàn này thì mình
thì có lẽ các bạn có thể mua về sử dụng một thời gian, khi nào chán thì chúng ta có thể đổi sang cái bộ keycap cũng như là bộ switch khác cũng được, cũng giống như là một cái kiểu mà mình là mua về chơi custom vậy. Nhưng mà được cái là con này nó đã làm gần như hầu hết rồi, chúng ta chỉ việc thay switch, móc lại start một xíu thôi là ok. Như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về chiếc bàn phím WK100 này, thì các em nghĩ sao về chiếc bàn phím này với tầm giá chỉ với 900 ngàn hơn một xíu thôi? Theo mình nghĩ thì đây là một trong những con bàn phím với cái layout 100 đáng giá nhất từ trước đến giờ luôn. Thực sự là mình khá bất ngờ khi với tầm giá đó mà chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím đầy đủ chức năng cũng như là đã được hỗ trợ full mode như thế này. Đặc biệt là với cái chất lượng build nha, mình nghĩ không nghĩ là với tầm giá đó mà chúng ta sẽ có một con phím với cái chất lượng build tốt như thế này. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá cũng như là các cái thông số kỹ thuật cụ thể chi tiết hơn thì các anh em cứ ấn link vào trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bột Khía đấy. Bye bye!